đã đến với kênh Bé Út TV Vlog. Và ngày hôm nay chúng ta có một trò chơi với ngôi sao may mắn nha. Đây là một cây kẹo nè, lại còn có hình ngôi sao. Và ngôi sao này có cái cần, các bạn xem bên trong nó sẽ quay số. Đó, thì nó sẽ có số chẵn và số lẻ nha. Ở trò chơi này mỗi cô gái sẽ quay 3 lần nha. Mỗi cô gái thì sẽ quay 3 lần. Nếu như trúng số chẵn thì sẽ làm gì nè? Là nói thật. Ok, nếu như trúng số chẵn thì người kia được quyền hỏi và phải nói sự thật. Còn nếu như mà trúng số lẻ thì phải làm thử thách nhẹ thôi. Thử thách nhẹ thôi. Đồng ý không nào? Xin được phép bắt đầu. Chan chan. Và đây ngôi sao may mắn. Đây cô gấu sẽ là người quay dần. Bây giờ sẽ là hai người tụ xì xem ai sẽ là người đi trước nè. 2 3. Ai đi trước rồi? 2 3 lần lại cái. 2 3. 2 3. Yeah. Như vậy thì thắng đi trước. Thôi đi trước, thắng đi trước. Thôi. Thắng đi trước. Rồi. Tôi mới là người quyết định. Như vậy thì thắng đi trước. Bây giờ mình sẽ quay nha. Chẳng chẳng. Chẳng. Số 2. Chẳng nha. Được hỏi hai câu. Chẳng nha. Rồi hỏi đi nào. Rồi hãy hỏi đi. Hãy dùng trí thông minh để hỏi một câu hỏi gì đó mà mình muốn biết. Còn người này có nhiệm vụ phải trả lời thiệt. Hỏi thiệt nha. Hỏi thiệt nha. Có cờ rớt đây chưa? Ghê chưa? Đã có crush đâu. Đang sợ ế đây này mọi người ơi. Cô này đang gặp thân cô đẻ FA nha. Rồi bây giờ tới cô chị nè. 2 Số 1 là số lẻ. Số 6 làm thử thách. Không, số 1 mới lắc qua đó. Làm thử thách. Em lắc 2 cười 3 kiểu. Em lắc 2 cười 3 kiểu. 1 Quay ra đây nè. Yeah. Ủa, cười kỳ quá, cười giống nhau hết, chưa chấp nhận. Cười lại. 1 Giống cô tâm thần ghê. 2 3 2, bây giờ 3 đi. Ủa, cười lại lưỡi. Rồi, ok. Tiếp theo thì sẽ là dòng thứ nhất không? Dòng thứ nhất ai cũng thắng hết. Bây giờ tới dòng thứ hai, bắt đầu chúng ta sẽ quay cho cô chị nè. Số 6 là số chẵn. Lại tiếp tục được hỏi cô em của mình. Hỏi thiệt trong tủ. Đã. Hỏi nè, hỏi thiệt nha. Con heo trong tủ á, biết nó bự bự, có nhiêu tiền á? Đó là nhiều đâu. Nhưng mà cũng phải bí mật. Bí mật hả? Đúng. Bữa nào bà uống trà sữa coi. Thèm không có được bí mật đấy, người ta hỏi là phải trả lời đi. Để nhớ lại coi nhiêu ta. Cộng đi, cộng thùng đi. Thùng cũ. Chắc nhiều lắm. Hai cũ. Một ký. Hai ký. Lạng, hai lạng. Một lạng, hai lạng. Lạng, hai lạng. Gì vậy? Như trong đó chắc cỡ một cũ. Ghê. Cũ ghê. Mọi người biết một cũ là gì không? Comment đi. Comment đi. Rồi. Nào bao uống trà sữa nho. Không. Trà sữa một mình. Sao bao? Cũ mà không chịu bao chị uống trà sữa bao đi. Bao uống trà sữa nho. Tiết kiệm đi cho một điều ước lớn lao. À. Thật ra nó là điều gì? Thật ra là muốn qua hàng mọi người. Thật ra là giấy điều ước trong đó không à? Hả? Trời ơi! Thật ra chỉ là giấy điều ước mà không có tiền hả? Ừ. Mà rớt nước mắt. Rớt nước mắt luôn mọi người. Nghĩa là giấy điều ước đó nó tới 1 triệu tờ. Trời ơi, 1 triệu tờ điều ước? Ước gì mà ước 1 triệu tờ luôn hả? Xong cứ bỏ trong con heo. Không phải con heo luôn mọi người, là nó có một cái nắp. Sau rồi mình hay gỡ nắp ra mình ui giời ơi, thế mà tốn tiền. Thằng ăn trộm nào mà nó vào mà nó ăn trộm tiền là nó quánh cho một phát. Thật là bá đạo. Các bạn ơi, con heo đất còn có một cái nhiệm vụ nữa, đó là ban điều ước thần heo. Bạn này đang cúng, đang ước với lại thần heo. Để mình về mình cúng gà. Mình nuôi con gà. Mình cúng gà. Rồi bây giờ tiếp theo sẽ là cô em nha. Số 2. Ủa, số 2 chính giữa số 1. Hai số luôn. Số tại sao quay chính giữa mà mày 2 3. Số 3. Lại tiếp tục là thử thách. Hôm nay ngộ nha, cứ cô em thì trả lời còn cô chị thì phải trúng thử thách. Vô tình nhưng mà cũng khá là hợp lý. Rồi bây giờ xin mời hãy cho chị mình một cái thử thách nào. Rồi.
để nhắc các bạn ở đây nha. Đó, các bạn phải comment coi là có tệ hay không nha. Đúng không? Đúng. Yeah. Rồi, ok. Một. Cái kiểu này có ghê không mấy bạn? Rồi. Ghê quá. Tôi tức ra. Và như vậy là đã xong ba kiểu. Như vậy là vòng thứ hai đã... Ủa, mới vòng thứ một, này vòng thứ hai đúng không? Thấy cô vòng chị. Vòng thứ ba. Thấy cô chị nè. Vòng thứ ba. Số 2. Hỏi hoài vậy? Hỏi hoài nó kệ đi, bỏ đi. Lại lần nữa nè. Lại số 9 giữa các bạn ơi. Số 4. Thôi, phải chịu thôi, hỏi nữa. Bây giờ hỏi gì ta? Linh á, Linh có thích trang điểm không? Thì con gái không có trang điểm thì làm cái gì giờ? Vậy là check đúng không? Dạ, check đúng không? Đây, có đồ trang điểm liền quá. Trang điểm kiểu gì kỳ vậy? Lỡ rồi. Thôi thì nếu hết thì mình sẽ trang điểm cho con bé em của mình, nó giống dân tộc xíu. Hai bên cho đều. Đó. Rồi. Ủa mà cũng xích luôn á các bạn. Nó là kỳ nhưng mà hình như có vẻ các khuôn mặt nó đang rất là vui. Ui có vẻ đang rất là hạnh phúc. Đúng rồi nè, đúng không? Chỉ đi hay chim quét cho nè. Trang điểm cho một cái cờ. Đó. Đúng rồi. Thôi bây giờ tạm ngừng ở đó đi. Bây giờ mình sẽ tiếp đến cái thử thách của mình thêm một vòng nữa đúng không? Bây giờ tới cô em này có được thử thách này. Chính giữa. Số 4, bây giờ được hỏi chị mình đánh. Hỏi đi. Hỏi chị mình đánh. Hỏi hai cái trang điểm không? Nó trả thù lại nè. Hai thích trang điểm không? Không. Nói thiệt lòng nha, mày nói thiệt lòng đó. Không, không, không. Không, mình thích trang điểm. Mày đẹp sẵn rồi. Tin được không? Tin được không? Để cho cái gì đỏ đỏ ở hả? Tự nhiên mà mới ăn dưa hấu xong. Thằng tiên ở nhà thường thấy lén trang điểm đúng không? Có thích nhưng mà bây giờ nói là không thích cho nên là vẫn bị trang điểm thôi. Đó, trả thù, quân tử trả thù. Người ơi, quân tử khác đơn. Đó, người ta thích màu gì người ta thích màu đó. Màu xanh nước biển. Hai đen chọn màu khác. Là cái nàng lại với nhau. Rồi, tinh nữ là em rồi luôn mình. Tinh nữ. Cô ấy đang trộn rất là siêng năng tất cả các màu lại với nhau đó mọi người. Hèn nó không thấy nữa. Hai để mình ấy. Trời ơi. Hên quá. Ôi chứ mà sao nước biển gì. Rồi xong. Chào. Đây rồi. Rồi. Thêm một bàn nữa nha. Ôi các bạn này vẽ râu rất là đẹp các bạn ạ. Ôi ôi con mèo. Trời ơi thêm ba cái râu nữa là đúng mèo. Nhìn nó thêm mèo. Mèo. Rồi đó bây giờ hai chị em tự quẹt đi đó, mỗi người cây quẹt đi. Nghỉ chơi luôn. Dẹp cái cây này luôn đó, quẹt đi đó. Mạnh quẹt, mạnh ai muốn quẹt thì quẹt. Ồ, cố lên nào, quẹt đi.